hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người một cái thông tin này, là bây giờ hiện nay á, Sài Gòn á vẫn đang là có dịch đó, rất là loạn. Tại vì sao? Có nhiều thông tin á là mình được biết rằng á là bây giờ có những cái tình trạng mà lừa gạt, lừa đảo như thế nào, giả dạng là cán bộ, nhân viên y tế nè, nhân viên của phường nè, mặc đồ bảo hộ nè, đi vô nhà đó. Mà những cái người này rất là hay nha, không biết lấy thông tin ở đâu là biết cái nhà đó có người đi cách ly F0 luôn, hay là hay cái chỗ đó đó, xong rồi vô trong nhà kêu người ta đem đi ra ngoài cửa test Covid đó. Thì á, những cái người mà mặc cái bảo hộ, đồ bảo hộ á, người ta tẩm cái thuốc mê vô cái cây thăm bông á để quấy vô cái lỗ mũi nè, để chọc vô cái lỗ mũi của mình nè để test Covid đó. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi test Covid nhanh á, thì mình sẽ bị ngắm thuốc. Đã có thông tin tại đường Cách Mạng 8 quận 10 là một gia đình đó 3 người là bị cái tình trạng lừa gạt giống như vậy đó. Nên á, tôi mong mọi người cảnh giác những cái trường hợp lừa đảo như này. Ví dụ như có người lạ tới gõ cửa mình kêu test Covid, không, không cho vô nha. Phải có công an phường và cán bộ nhân viên y tế tới làm việc, có bản tên đàng hoàng, nó có giấy tờ đàng hoàng thì mới cho vô nhà test Covid, còn không là đóng sập cửa cho tôi, gọi điện thoại cho đường dây nóng hoặc là trực ban của công an phường tại khu vực của mình, tại phường của mình tới làm việc đó. Rồi, chào cả nhà, mình chia sẻ thông tin này để cho mọi người biết thôi. Bye bye.